trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta đến với một cặp nhà với diện tích ngang 5, độ dài 9m, xây full đất, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ. Và đây là một căn nhà xây mới với diện tích rất là đẹp, ngang 5, sâu 9 và thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà thiết kế có không gian đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 4 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng Tây, phù hợp cho quý vị chúng ta phong thủy là Tây tứ trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Căn nhà nằm trong một khu phố đồng bộ, sang trọng, sạch sẽ, an ninh, hẻm cụt. Khoảng tầm có 10 căn nhà thôi nha quý vị. Và khu này là ngay đối diện chợ Hạnh Thông Tây luôn, một vị trí rất đẹp. Đối diện chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm một xẹt cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung khoảng tầm 20m thôi. Đường trước nhà là con đường tới 4m, đường nhựa, mới đổ nhựa, rất là sạch sẽ và an ninh. Đứng ngay đây thì chúng ta thấy đường Quang Trung này, xe cộ đang chạy lại rất là đông đúc. Đây là một căn nhà hướng Tây, vừa nằm sát bên chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, cũng như nằm kề bên công viên làng hoa, chợ, nhà thờ, siêu thị, bệnh viện đều đầy đủ các tiện ích xung quanh nha quý vị. Và căn nhà thì thiết kế rất là đẹp với hai lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm xin pha sát nhau. Bên trong đây là quý vị sẽ có không gian phòng khách dưới tầng trệt và khu vực đậu xe, phòng bếp trên tầng lửng, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với nhà là hướng chính Tây, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây tứ trạch. Phía trên đây là trần thạch cao và đèn chiếu sáng này. Một căn nhà tặng kèm full nội thất bên trong với diện tích ngang 5, độ sâu 9m, được xây kiên cố một trệt, một lửng, 3 lầu, xây mới, sổ hồng đầy đủ, giấy tờ hoàn công đầy đủ và quý chị mua bán công chứng nhanh trong ngày. Phía dưới thì quý vị thấy gia chủ có đổ bê tông và ốp gạch 80, hai bên tường có ốp gỗ trang trí, ốp nhựa và có đầy đủ nội thất kèm theo như là sofa, che hình trang trí. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Nhà này rất là thuận tiện cho quý vị chúng ta ở làm văn phòng công ty, kinh doanh bán online, bán mỹ phẩm. Đây là khu vực bên trong thì có tủ rượu, tủ kệ để đồ này và có cầu thang đi lên, được đi ở cuối nhà. Phía cuối thì có khu vực rửa mặt bên ngoài và có vệ sinh dưới cầu thang. Với diện tích căn nhà ngang 5, độ dài 9m, xây full đất, đầy đủ nội thất kèm theo. Và gia chủ đang chào bán với giá bán là 7 tỷ 350 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trên trục đường Quang Trung, phường 11, kế bên bệnh viện Hồng Đức, bệnh viện Gò Vấp và chợ và nhà thờ Thông Tây, thì hãy đi xem căn nhà hẻm một xẹt cách mặt tiền đường Quang Trung chỉ 50m này. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen và có soi chỉ, cũng như là có đèn led bên trong, rất là tuyệt vời. Cầu thang thì đi lên rất là nhẹ nhàng nha quý vị, với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực. Và phía trên tầng lửng sẽ là không gian bếp với bộ bàn ăn 6 ghế, những bức tường được ốp nhựa cũng như ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Phía trên trần thì có trần thạch cao và đèn chiếu sáng cũng như là đèn thả. Và không gian bếp trên đây thì gia chủ có làm thêm tủ rượu, có tủ bếp trên dưới và có tủ lạnh Samsung tặng kèm. Đây là không gian bếp trên tầng lửng nha quý vị. Quý anh chị đang tìm nhà hướng Tây tứ trạch, đặc biệt là nhà hướng Tây nằm trong khu đồng bộ, an ninh, sạch sẽ, chỉ có vài căn nhà thôi, hẻm cụt, thì hãy đi xem cái sản phẩm này, một cái sản phẩm nhà bán tương đối là hợp lý luôn nha quý vị. Khu vực bếp thì quý vị thấy này, có tủ lạnh Samsung tặng kèm này, có tủ bếp trên dưới, có lò ghi sóng, có khu vực đặt máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Phòng bếp thì làm rất là đẹp và sạch sẽ, cũng như là ngăn nắp, có một khoảng giếng trời nhỏ nhỏ ngay khu vực bếp này. Và không gian tầng lửng, quý vị thấy này, phòng bếp rất là gọn gàng nha. Di chuyển lên trên lầu, quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của 3 phòng ngủ và các phòng vệ sinh của căn nhà. Đây là một căn nhà xây mới, vừa mới xây xong, vị trí rất là đẹp và chỉ cách công viên làng hoa và chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây vài bước chân thôi. Với giá bán, gia chủ đang chào bán rất hợp lý, 7 tỷ 350 triệu đồng. Nhà có 3 phòng, lầu 1 thì quý vị sẽ đến với phòng ngủ master với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, phía dưới là sàn gạch giá gỗ. Ở đây thì có tủ áo, tủ kệ tivi rất là rộng và ở đây thì gia chủ cũng tặng kèm máy lạnh. Đây là phòng ngủ đầu tiên nhé, phòng ngủ master ở lầu 1, phòng ngủ dành cho ba mẹ nha. Ở đây thì có cửa sổ và cửa ra ban công, hệ thống cửa chớp
và màn hình cửa, cũng như là trang trí và bố trí không gian rất là đẹp, thoáng và sáng. Đặc biệt căn nhà mình ngang năm nên là chúng ta vào bên trong căn nhà thấy rất là rộng. Phòng ngủ số 1 này thì có vệ sinh trong, phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực bồn tắm đứng, đặt vòi tắm sân thuyền, cửa sổ ra giếng trời và khu vực vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt. Phòng vệ sinh thì ốp gạch 30, 60 lên phun trần, rất là sạch sẽ. Và di chuyển lên lầu 2, quý vị sẽ đến với không gian của hai phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2 và số 3. Quý vị đang cùng với Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 5 sâu 9, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu xây mới hướng Tây, nằm trên trục đường Quang Trung, hẻm 1 xẹt cách mặt tiền đường Quang Trung 20m thôi, thuộc trục thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 7 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Trên đây là hai phòng ngủ tiếp theo. Quý vị sẽ có phòng ngủ mini với giường ngủ 1m6, có cửa sổ ra giếng trời, có máy lạnh được gia chủ tặng kèm, có chạy ảnh trang trí. Và giường ngủ thì có cả chăn ga gối nệm và máy lạnh này. Bên đây là khu vực bàn học, bàn đọc sách và tủ áo, tủ kệ TV, tủ áo, tủ kệ để đồ. Đây là phòng ngủ số 3 nhé. Phòng ngủ số 2 và chúng ta ra không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ số 3 thì cũng rất là đẹp và gọn gàng, rất là sáng nữa nha quý vị. Với hệ thống cửa lùa, cửa nhôm 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính này, tạo nên không gian phòng ngủ rất là sáng. Có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo đóng đụng trần, máy lạnh được đặt ngay cửa ra vào. Và bên đây là khu vực bàn trang điểm. Đây là khu vực bàn trang điểm này của phòng ngủ số 3 này. Từ vị trí căn nhà chúng ta di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 5 phút thôi, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút đi xe máy. Và vị trí ở này thì rất là tuyệt vời, rất là thuận tiện cho quý vị mà mua ở này, mua bán hàng online, bán mỹ phẩm, làm showroom spa. Vì vị trí nó rất là gần với trục đường Quang Trung nên quý anh chị có thể thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán của gia đình mình. Hãy liên hệ cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ quý anh chị mua nhà, vay ngân hàng, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ bao sang tên và hỗ trợ thương lượng trực tiếp với chủ để quý vị có thể có giá tốt nhất để chúng ta mua được căn nhà với giá mềm nha quý vị. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Gò Vấp Tân Bình và quận 12 để xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12. Quý anh chị cũng có thể đăng ký kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Gò Vấp Tân Bình để chọn cho mình những cái sản phẩm nhà đẹp hợp lý nhất khu vực quận Gò Vấp và quận 12 để mua cho mình một căn nhà ưng ý nha quý vị. Trên đây là khu vực sân thượng với một sân thượng rất là đẹp, được làm cực kỳ sang trọng với những ánh đèn led rất là lung linh và sân thượng rất là rộng, được ốp gạch trang trí sạch sẽ. Chỗ này thì mai mốt quý vị có thể làm thêm phòng thờ. Và ở đây thì gia chủ có để những cái bộ bàn ghế mây. Và ngoài đây là khu vực để máy giặt này. Khu vực để máy giặt sẽ để ở đây nha quý vị. Chúng ta giặt đồ hay đồ ở chỗ này. Đây là không gian sân thượng của căn nhà ngang 5, độ dài 9m, xây phun đất, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, ngay kế bên chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, với giá bán 7 tỷ 350 triệu đồng. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và thương lượng trực tiếp với chủ, cũng như là hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo.